Phú bà nuôi mèo. Dạo này bọn chuột trốn đi đâu hết rồi nhỉ? Tìm mãi mà chẳng thấy con nào. Đây rồi. Mèo. Bực thế cơ chứ. Lại để tuột mất con mồi rồi. Bọn chuột bây giờ nhanh quá, bắt chúng cũng khó. Phải nghĩ cách gì mới được. Đi đâu mà cắm mặt cắm mũi thế? Ở nhà ngoan ngoãn chịu khó bắt chuột nha. Tao đi chùa một lát, về sẽ có quà cho cưng. Phải rồi, mình sẽ thử cách này xem sao. Không biết mấy hôm nay mụ mèo đi đâu vắng nhà mà kiếm ăn dễ hơn. Cứ như này thì tuyệt. Mình có nhìn nhầm không? Thảo nào mấy hôm nay thấy mụ ta vắng mặt. Chắc là đi chùa cùng bà chủ nên giờ về tu tâm dưỡng tính đây. Đi tu có nghĩa là ăn chay. Vậy là từ nay họ nhà chuột mình khỏe rồi. Tha hồ mà đập phá. Ngon quá, chuối ngon tuyệt. Chà, thịt kho tàu đúng là số 1. Thịt ngon nhỉ. Ơ, chị mèo đấy à? Chị khỏe không? Khỏe, khỏe lắm. À, chị ăn thịt không? Ăn, ăn chứ. Ôi, ôi. Chú mày mắc mưu rồi, đúng là lũ dốt nát. Trời ơi, quá ra nó giả từ bi để lừa mình. Ngu ơi là ngu. Người lái đò tài ba. Ta uống thuốc nhiều quá mà không thấy đỡ. Nhà ngươi đã dán cao thị khắp nơi tìm thầy thuốc giỏi chưa? Dạ, thần đã cho dán cao thị khắp nơi, nhưng vẫn chưa thấy vị cao nhân nào tới ạ. Vậy hãy viết lại, tăng số vàng thưởng lên, nhiều bằng một con voi cho ta. Sao lại bằng một con voi thưa bệ hạ? Tính mạng của ta không đáng giá như vậy sao? Vâng, thần sẽ cho người đi truyền chỉ ngay đây ạ. Loa loa loa, nhà vua có chỉ, ai chữa được bệnh cho nhà vua sẽ được thưởng số vàng nhiều bằng một con voi. Xin mời các bậc danh y trong kinh thành hoặc loan tin tới các vùng xa xôi. Nếu ai có đủ tài năng, hãy tới cung điện để khám bệnh cho nhà vua. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thần, thần xin phép được bắt mạch cho nhà vua. Thưa hoàng thượng, thần xin cam đoan sẽ chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng.
chỉ xin hoàng thượng cho thần một số vàng nặng cân bằng con voi lớn của hoàng thượng như ngài đã hứa. Được, bệnh của ta khỏi thì ta không tiếc gì. Dạ, đây là bệnh thông phong, do hoàng thượng ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng, do ngoại tà xâm nhập gây tắc nghẽn kinh lạc, ư trệ khí huyết, lâu ngày tổn thương gân cốt, xương khớp biến dạng, đau nhức, co duỗi khó khăn. Vậy ngươi hãy mau chữa bệnh cho ta đi. Ngài hãy cho người bốc thuốc và sắc theo đơn này, bảo đảm 10 ngày sau sẽ khỏi bệnh. Được, nếu không khỏi, hãy coi chừng mạng của nhà ngươi. Quả thật là danh y, thuốc của ông ta thật hiệu nghiệm. Đến hôm nay, ta thấy trong người dễ chịu và khoan khoái hẳn. Chúc mừng hoàng thượng đã khỏi bệnh. Vua không nói hai lời, giờ ta đã khỏi bệnh, ta sẽ thưởng số vàng cho nhà ngươi. Đa tạ hoàng thượng anh minh. Nhà ngươi mau truyền chỉ mở kho thưởng cho danh y số vàng bằng cân nặng của chú voi lớn nhất trong cung điện của ta. Muôn tâu hoàng thượng, việc này e là khó ạ. Sao lại khó? Muôn tâu hoàng thượng, ở trong cung chưa có chiếc cân nào đủ lớn để có thể cân được voi. Thế nên... Nhà vua không nói hai lời. Nếu không cân được số vàng, thì danh tiếng của ta sao có thể giữ được nữa? Bằng mọi giá phải làm cho bằng được. Triều đình ta có bao nhiêu học giả tài giỏi, chẳng nhẽ không nghĩ ra được cách sao? Chúng thần xin bệ hạ thứ lỗi, chúng thần đã tìm đủ mọi cách, đọc rất nhiều sách mà vẫn chưa tìm được cách nào để cân số vàng bằng con voi. Vậy mau đi truyền chỉ, tìm người tài trong thiên hạ, ai tìm được cách cân vàng bằng số cân voi, ta sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Dạ, xin tuân chỉ. Xin ngài vào tâu với nhà vua, tôi có thể cân được số vàng bằng với cân con voi. Ngươi có biết bao nhiêu học giả nổi tiếng của triều đình còn không nghĩ ra cách? Nhà ngươi có tài cán gì mà đòi đến đây giúp vua? Mau xéo đi! Này anh kia, nhà anh có cách gì để cân được voi? Kính chào hoàng thượng. Thần làm nghề lái đò trên sông, thần vẫn chở mọi người qua sông. Thần có thể cân voi lớn của bệ hạ, cũng như dễ dàng cân được số vàng nặng bằng con voi. Thôi được, vậy thì ngươi hãy nói cách cho trẫm nghe. Thưa hoàng thượng, lát nữa ngươi hãy cùng chứng kiến ạ. Còn bây giờ, xin hoàng thượng hãy truyền mang con voi lớn nhất của hoàng thượng ra bến đò, chỗ tôi vẫn chở đò ạ. Thôi được, ngươi hãy dẫn đường. Tuân lệnh. Vàng xuống thuyền. Thôi, đã đủ số vàng. Thưa bệ hạ, bây giờ thì số vàng đã nặng bằng voi. Ta thật bất ngờ vị trí thông minh của nhà ngươi. Thưa bệ hạ, hàng ngày thần chở người qua sông nên quan sát thực tế là biết được, chứ không phải có tài gì đâu thưa bệ hạ. Quả đúng là thực tiễn biết đúc kết vẫn hơn là lý thuyết suông. Người đâu, thưởng cho anh ta 100 lạng vàng. Đa tạ đức vua anh minh. Những bông hoa cuối mùa. Đúng là tiếng lành đồn xa, chưa gì mà các tiệm hoa đã thi nhau gọi đến đặt hoa nhà ta rồi. Những bông hoa nhà ta luôn là đẹp nhất.
Thích quá, vậy là chúng ta cũng đã nở gần hết rồi. Xem kìa, chúng mình là những bông hoa thức giấc đầu tiên, các bạn khác vẫn chưa nở. Chắc hẳn ông chủ sẽ vui lắm, chúng ta sẽ được ông chủ hái và mang đến tiệm hoa đầu tiên. Ôi, tôi háo hức quá, chắc hẳn tôi sẽ được bày biện ở một căn phòng sang trọng. Ồ, hoa nở rồi. Xem kìa, ông chủ ra rồi, vậy là chúng ta sắp được hái đấy. Chắc hẳn ông chủ rất hài lòng về chúng mình, chứ còn sao nữa. Ơ kìa, sao ông chủ lại không mang chúng ta theo nhỉ? Có chuyện gì thế? Yeah, thích quá, vậy là chúng ta cũng đã nở cả rồi. Mọi người đều thức giấc cả rồi, lần này chắc hẳn ông chủ sẽ đến và mang tất cả chúng ta đến tiệm hoa nhỉ? Vậy sao các chị? Ông chủ đợi chúng ta cùng nở hết, rồi sẽ đến mang đi sao? Ừ, chắc hẳn là thế rồi. Khi rời khỏi đây, hy vọng tôi sẽ được đến một căn phòng sang trọng. Tôi thì muốn được đặt ở một bữa tiệc thật vui vẻ. Còn tôi thì được đặt ở một ô cửa bình yên là được rồi. Xem kìa, ông chủ ra rồi. Ơ, ông chủ kìa, chúng ta chuẩn bị được mang đi rồi. Không biết ai sẽ là người được chọn đầu tiên nhỉ? Ông chủ cũng biết chúng ta nở đầu tiên, nên chắc sẽ đến chỗ chúng mình đầu tiên đấy. Ừ. Ơ kìa, sao ông chủ lại đi về phía kia? Ông chủ quên chúng ta sao? Không phải là chúng mình sao? Cứ thế này thì chỉ mai là đến lượt chúng mình rồi. Ừ. Gùi vẫn còn chỗ, chắc hẳn giờ đến lượt chúng mình rồi. Hả? Các chị ở lại nhé, chắc mai sẽ đến lượt các chị thôi. Liệu có thật là ngày mai sẽ đến không? Xem này, cánh hoa của chúng ta đang dần úa đi rồi. Trời nắng quá, khát quá. Tại sao chúng ta nở đầu tiên mà lại bị ông chủ bỏ quên? Giờ thì chúng ta phải chịu cảnh khốn khổ thế này đây. Rõ ràng chúng ta là những bông hoa nở đầu tiên và to đẹp nhất mà. Ôi, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Đau quá. Cứ tưởng nở ra là bông hoa đẹp và to lớn sẽ được ông chủ yêu quý. Ai ngờ phải chịu cảnh ghẻ lạnh, bị mưa gió hành hạ thế này, tôi không chịu nổi nữa. Kìa, chúng ta đã chờ đợi đến giờ này rồi, đừng bỏ cuộc. Ôi, những cây hương dương mạnh mẽ của ta, xem cơn bão lớn đã làm gục ngã mất nhiều chiến binh của ta quá. Chiến binh? Đây đúng là những cây hương dương tốt nhất của ta. Ta đã giữ gìn chúng suốt cả một mùa và thành quả đây rồi. Chúng sẽ mang đến cho ta những hạt tốt nhất cho vụ mùa năm sau. Thật tuyệt là nhờ chúng mà ruộng hoa nhà ta luôn đẹp nhất vùng. Ra là vậy, hóa ra ông chủ không bỏ quên chúng mình mà là luôn theo dõi, giữ gìn chúng ta cho vụ mùa năm sau. Bởi chúng ta là những cây hướng dương tốt nhất. Đúng là những gì tốt đẹp nhất vẫn được giành lại sau cùng. Chỉ tiếc là các bạn kia không đủ mạnh mẽ vượt qua cơn bão và sự lo sợ của bản thân để ở lại với chúng ta đến ngày hôm nay. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!